giới động vật luôn là nơi tiềm tàng những nhân tố có khả năng đặc biệt. Một trong những điều mà tôi luôn ngưỡng mộ ở các loài thú đó là tốc độ nhanh, thần sâu của chúng. Một số trong top 10 sau đây bay lượn trên không trung, một số bơi lội dưới nước, còn một số khác thì lại chạy trên mặt đất. Vì hầu hết các cá thể chim đều bay rất nhanh nên trong danh sách này, chúng tôi đã chọn ra 4 loài chim tiêu biểu nhất. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về 10 loài động vật có tốc độ nhanh nhất nhé. 10. Thỏ nâu còn gọi là thỏ rừng châu Âu. Nhờ đôi chân sau dài và khỏe, khi chạy, tốc độ của chúng có thể đạt tới 77 km/h. Toàn bộ cơ bắp trong cơ thể của thỏ cũng cho phép chúng chạy thật lâu mà không hề bị mất sức. Tốc độ của loài này sánh ngang với cáo đỏ, kẻ thù truyền kiếp của thỏ nâu. 9. Linh dương đầu bò xanh. Linh dương đầu bò xanh, linh dương nhảy và linh dương tam sơn đều có thể chạy ở tốc độ khoảng 80 km/h, tương đương với tốc độ tối đa của một con sư tử. Bên cạnh tốc độ nhanh, sức của linh dương rất bền. Trong quá trình chạy, chúng còn có thể đổi hướng. Nhờ có những đặc điểm này mà nhiều lần loài này thoát khỏi móng vuốt của các mãnh thú săn mồi. 8. Cá cờ xanh còn gọi là cá marlin xanh. Cá cờ xanh có thể bơi ở tốc độ 80 km/h, chỉ đứng sau vua tốc độ của biển khơi, cá cờ Ấn Độ. Tuy nhiên, do bị đánh bắt quá nhiều nên số lượng của loài cá này hiện đang ở mức nguy hiểm. 7. Linh dương sừng nhánh. Linh dương sừng nhánh là loài động vật trên cạn, về đích thứ nhì. Thứ nhì với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận là 98 km/h. Ngoài ra, loài này còn có thể nhảy cao từ 3-6 m. 6. Cá cờ Ấn Độ còn gọi là cá vây lưng đen. Đây chính là vua tốc độ của biển khơi, cá cờ Ấn Độ. Chúng là loài cá bơi nhanh nhất thế giới với vận tốc khi bơi hết sức là 110 km/h. 5. Báo xanh. Báo xanh có thể đuổi theo con mồi cực đỉnh với vận tốc tối đa là 113 km/h, gấp 3 lần so với tốc độ chạy nhanh nhất mà một con người. Bên cạnh đó, báo xanh còn có một khả năng đặc biệt mà các loài khác cùng họ mèo không sở hữu, đó là chúng còn có thể chuyển hướng ngay cả khi đang chạy hết tốc lực. 4. Leptchupterus gambensis. Leptchupterus gambensis là loài chim thuộc họ vịt có kích thước lớn nhất thế giới và có thể bay với tốc độ 142 km/h. 3. Cốc biển. Tốc độ 153 km/h của cốc biển có được nhờ vào sải cánh có tỷ lệ lớn so với trọng lượng cơ thể của chúng, lớn hơn bất kỳ loài chim nào khác. Một khi đã bay lên trời cao, cốc biển có thể ở trên không trung một tuần liền mà không cần hạ cánh hay nghỉ chân. 2. Yến đuôi nhọn họng trắng. Yến đuôi nhọn họng trắng là loài chim bay kiểu vỗ cánh nhanh nhất với tốc độ tối đa từng được ghi nhận là 171 km/h. Phần lớn cuộc đời của loài này cũng dành để bay lượn trên không trung và ít khi đậu xuống đất hay các cành cây. 1. Chim cắt lớn. Cắt lớn là loài chim bay nhanh nhất, và thực tế thì, chúng cũng là động vật nhanh nhất trên hành tinh. Trong quá trình kiếm ăn, vì bay rất cao nên khi nhìn thấy con mồi ở đâu đó, chúng phải ngay lập tức lao xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hơn 322 km/h. Trái ngược với đó, khi bay bình thường, vận tốc bay của loài này chỉ đạt 90 km/h.